Chúng ta sẽ đi đến với câu cuối cùng trong cái đề thi 141 535 và K3 ngày 14 tháng 1 năm 2015. Thì đề bài cho chúng ta một cái bảng về các cái giá trị sản xuất của các cái ngành. Thì trong đó thì chúng ta có phân tích đấy là cái giá trị 20 này chính là ngành 1, cung ứng cho ngành 1 để dùng cho sản xuất. Giá trị 30 thì nó chính là ngành 1 mà cung cấp cho ngành 2 để làm đầu vào sản xuất. Giá trị 40 nó chính là ngành 1 mà cung cấp cho ngành 3 làm đầu vào sản xuất. Và tương tự như thế thì ngành 2 cung cấp cho ngành 1 là 70 triệu USD. Ngành 2 cung cấp cho ngành 2 là 10 triệu USD và ngành 2 cung cấp cho ngành 3 là 60 triệu USD. Ngành 3 cung cấp cho ngành 1 là 40 triệu USD. Ngành 3 cung cấp cho ngành 2 là 60 triệu, ngành 3 cung cấp cho ngành 3 lúc này là 30 triệu USD. Nên là cầu cuối ở đây thì cầu cuối tức là nhu cầu của các hộ gia đình hoặc là nhu cầu xuất khẩu. Thì đối với hàng hóa của ngành thứ nhất thì cái nhu cầu cầu cuối sẽ là 60 triệu USD. Đối với ngành thứ hai là 50 triệu USD và đối với ngành thứ ba là 90 triệu USD. Và chúng ta sẽ đặt cái XYK, nó sẽ là giá trị sản phẩm của ngành Y mà ngành K cần dùng cho để làm đầu vào sản xuất. Thì khi đó chúng ta có được cái đây sẽ là x11, x12, x13. Tương tự chúng ta đây x21, x22, x23 và x31, x32 và x33. Còn cầu cuối thì chúng ta kêu là B. Và từ đó thì chúng ta có thể tính được cái tổng cầu đối với sản phẩm ngành 1. Tổng cầu đối với sản phẩm ngành 1 thì chính là cái cầu trung gian, hay nói khác là cầu của các ngành 1, ngành 2, ngành 3 đối với sản phẩm ngành 1 và cộng với cầu cuối B1 thì chúng ta thu được nó là 150 triệu. Tương tự thì chúng ta có thể tính được cái tổng cầu đối với sản phẩm ngành 2 và ngành 3. Và các phần tử trong cái ma trận hệ số kỹ thuật ấy, nó sẽ được tính bởi cái công thức đấy là AEG thì bằng XEG mà chia cho XG với mọi EG chạy từ 1 đến 3. Và như vậy thì ở đây chúng ta lấy một ví dụ là A11 thì lúc này nó chính là bằng X11 mà chia X1. Và theo giá trị được tính toán thì X11 bằng 20 mà chia X1 là bằng 150. Thì chúng ta có được A11 lúc này bằng 2/15. Thì tương tự chúng ta thể tính A12 bằng X12 mà chia X2. X12 bằng 30 mà chia X2 là bằng 190 thì nó bằng 3/19. Tương tự chúng ta tính được A13. Nó bằng X13 mà chia cho X3 và bằng 40 phần X13 bằng 40 và chia X3 là phần 220 và bằng 2/11. Và chúng ta thể lần lượt tính các cái giá trị khác trong cái bảng A21, A22, A23, A31, A32, A33 thì chúng ta thu được cái ma trận hệ số kỹ thuật được cho ở đây. Thì chúng ta tính được một cái ma trận hệ số kỹ thuật được cho ở đây. Thì tiếp theo đề bài người ta mà bắt chúng ta tính cái giá trị gia tăng của ngành 1 trong cái năm tiếp theo, mà trong đó thì ma trận hệ số kỹ thuật A nó không thay đổi. Thì khi ma trận hệ số kỹ thuật A không thay đổi thì khi đó thì trong năm tiếp theo cái tỷ phần chi phí của ngành 1, tỷ phần chi phí ngành 1 chính là bằng tổng giá trị các cái phần tử ở cái cột thứ nhất của ngành 1 thì nó bằng là A11 mà cộng A21 cộng A31 thì bằng 2/15 cộng 7/15 cộng 4/15 và kết quả nó chính bằng 13/15. Như vậy thì chúng ta từ cái tỷ phần chi phí thì chúng ta có thể tính ra được cái tỷ phần giá trị gia tăng ngành 1 chính là 1 trừ đi cái tỷ phần chi phí, tức là 1 trừ đi 13/15 và bằng 2/15. Và lúc này thì cái giá trị gia tăng của ngành 1 ý, nó chính là bằng cái tỷ phần giá trị gia tăng mà nhân với cả cái giá trị tổng cầu của ngành 1. Tuy nhiên là đây là giá trị tổng cầu mà của ngành 1 mà trong năm tiếp theo, chứ không phải là cái giá trị tổng cầu ngành 1 mà chúng ta tính được ở trên. Và trong năm tiếp theo thì giá trị tổng cầu nó chính bằng là 700 triệu USD. Thế cho nên là giá trị gia tăng mà nhân với tổng cầu này nó sẽ bằng 2/15 mà nhân với 700 là bằng 280/3 triệu USD.